Chào mừng các bé đến với kênh góc trẻ thơ hôm nay góc trẻ thơ sẽ kể cho các bé nghe về câu chuyện chú bé chăn cừu và con cáo một chú bé chăn cừu cho chủ thả cừu gần một khu rừng rậm cách làng không xa lắm chăn cừu được ít lâu Chú cảm thấy cuộc đời chăn cừu thật nhàm chán. Tất cả mọi việc chú có thể làm để giải khuây là nói chuyện với con chó hoặc thổi chiếc kèn chăn cừu của mình. Một hôm, khi chú đang ngắm nhìn đàn cừu và cánh rừng yên tĩnh, suy nghĩ mình sẽ phải làm gì khi gặp một con cáo, chú nghĩ ra một trò chơi cho đỡ buồn. Ông chủ bảo với chú rằng khi cáo tấn công đàn cừu thì phải kêu cứu để dân làng nghe thấy và đuổi nó đi. Thế là mặc dù chú chẳng thấy con gì giống cáo hết, chú cứ chạy về làng và la to: "Cáo! Cáo!" Đúng như chú nghĩ, dân làng nghe thấy tiếng kêu, bỏ cả việc làm và tức tốc chạy ra cánh đồng. Nhưng khi họ đến nơi, họ chỉ thấy chú bé ôm bụng cười ngặt nghẽo vì đã lừa được họ. Ít ngày sau, chú bé chăn cừu lại la lên một lần nữa. Cáo, cáo! Và một lần nữa, dân làng lại chạy ra giúp chú lại bị chú cười cho một trận thế rồi vào một buổi chiều nọ khi mặt trời lặn xuống sau cánh rừng và bóng tối bắt đầu phủ đầy lên cánh đồng một con cáo thật sự nấp sau một bụi cây bỗng phóng ra và chụp được một con cừu quá hoảng sợ chú bé chăn cừu vội chạy về làng và la to cáo cáo nhưng mặc dù dân làng có nghe tiếng chú kêu nhưng không ai chạy ra để giúp chú như những lần trước lần này không thể để nó đánh lừa được nữa họ bảo thế là cáo đã giết rất nhiều cừu của chú bé và biến mất vào rừng rậm câu chuyện đến đây là hết rồi Chúc các bé ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ gốc trẻ thơ nhé. Hẹn gặp các bé ở các câu chuyện tiếp theo.